Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là camera máy ảnh của điện thoại LG V50 ThinQ bị lỗi hỏng, đang chờ thay mới tại di động cao cấp.vn. Khi camera máy ảnh của điện thoại LG V50 ThinQ chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn được lúc không, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại LG V50 ThinQ nói chung và phần camera máy ảnh của máy nói riêng thay mới cho các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp chấm game, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship camera máy ảnh của LG V50 ThinQ đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới camera máy ảnh của LG V50 ThinQ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Vị các bạn xin cảm ơn vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.